Đấy, bên em đang test thử máy xẻ nhiều lưới cho anh Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, để chuẩn bị chuyển vào cho anh. Đấy, xe đang chờ đây. Đấy, anh Hưng nhá, con này chạy rất ngon luôn. Lấy ra này. Ủa, để đây, để đây. Ok, tắt máy đi. Một cỗ. Thôi, tắt máy đi, tắt máy đi. Nan na nhá, anh Hưng nhá. Rất bóng bẩy. Bóng như luôn, sợ thật. Ok rồi, con này tháo hết ra đi anh ơi. Thẳng băng nhá. Đây, nan này. Đẹp chưa? Đấy. Xử lý lại con kia này. Ok anh Hưng nhá. Bên kia sơn dẻo này chứ nhá.